Mến chào quý vị khán giả đã đến với video tiếp theo trên kênh Dấu tích lịch sử Việt Nam. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá những bí mật còn chôn giấu tại mảnh đất chôn cất mẹ Bác Hồ. Liệu ngôi mộ đặc biệt của thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh còn chứa đựng điều bí ẩn gì khiến giới khảo cổ phải ngỡ ngàng mỗi khi đến đây? Hãy cùng Dấu tích lịch sử đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Nếu thấy video này hay, đừng quên bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh Dấu tích lịch sử nhé. Sau đây là nội dung chi tiết. Phần mộ bà Hoàng Thị Loan có 269 bậc. Con số 69 là năm Bác Hồ mất 1969. Lối xuống bên phải phần mộ có 242 bậc. Con số 42 là năm ông Khiêm đưa hải cốt mẹ về đây 1942. Trước phần mộ xuống sân bia có 33 bậc, ứng với con số 33 là tuổi đời của bà. Như nhiều người từng biết, ngày 3 tháng 6 năm 2011, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết đã cùng với nhân dân Nghệ An và du khách thập phương về Nam Đàn, Nghệ An cắt băng khánh thành tu bổ khu mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân kỷ niệm 86 năm ngày Bác Hồ khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1952, 21 tháng 6 năm 2011, đoàn nhà báo chúng tôi có cuộc hành hương về Nam Đàn, Nghệ An, viếng bà Hoàng Thị Loan, người mẹ Việt Nam tiêu biểu đã sinh thành Chủ tịch Hồ Chí Minh và được nghe nhiều người dân ở đây kể những câu chuyện xúc động về người mẹ vĩ đại này. Mộ bà Hoàng Thị Loan 1868-1901 nằm trên núi Động Tranh thuộc xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Hôm chúng tôi về núi dâng hương tưởng nhớ mẫu thân Bác Hồ, trời nắng gắt nhưng có hàng ngàn người dân từ khắp nơi hành hương về đây một cách thành kính. Từ đỉnh núi nơi cất mộ bà Hoàng Thị Loan nhìn ra về hướng Tây Nam, xa xa là dãy núi Thiên Nhẫn, kế bên là làng Kim Liên quê nội và làng chùa quê ngoại của Bác Hồ, với núi chung còn in dấu tuổi thơ ấu của Bác. Xa hơn nữa là dòng sông Lam chảy như một sợi chỉ trắng vắt ngang trời, in vào đáy nước một vùng đất địa linh nhân kiệt, với những tên tuổi Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu và thế hệ sau này là Trần Phú, Phạm Hồng Thái, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Thị Minh Khai và nhiều tên tuổi nhà cách mạng tiền bối khác. Từ chân núi Động Tranh, đi theo lối lên là phần mộ bà Hoàng Thị Loan nằm ở bên trái. Cùng phía này còn có mộ bà Hà Thị Hy, bà nội của Bác Hồ, cũng mới được tu bổ. Phần mộ bà Hoàng Thị Loan có 269 bậc, con số 69 là năm Bác Hồ mất 1969. Lối xuống bên phải phần mộ có 242 bậc, con số 42 là năm ông Khiêm đưa hải cốt mẹ về đây 1942. Trước phần mộ xuống sân bia có 33 bậc, ứng với con số 33 là tuổi đời của bà. Phía trên mộ là giàn hoa cách điệu hình khung cửi, hai lùm cây hoa giấy che mắt phần mộ bà được lấy giống từ Huế, nơi bà mất, và khu lăng mộ ông Nguyễn Sinh Sắc ở Đồng Tháp. Khe trước phần mộ trồng nhiều cây quý từ nhiều miền đất nước. Phần mộ bà Hoàng Thị Loan được giữ nguyên theo hình mẫu ban đầu, được ốp bên ngoài bằng đá hoa cương, đá cẩm thạch liền khối. Phía trên mộ được xây dựng theo hình khung cửi cách điệu, gợi nhớ cuộc đời canh cửi vất vả để nuôi chồng nuôi con thuở sinh thời. Phía sau phần mộ là bức phù điêu bằng đá trắng, khắc họa hình những cánh hoa sen thanh cao, tinh khiết của quê nhà và cũng là biểu tượng về cuộc đời, nhân cách của bà. Sinh thời, bà Hoàng Thị Loan đã hết lòng vì chồng vì con. Sau khi chồng bà là ông Nguyễn Sinh Sắc vào Huế đi thi, bà đã cùng chồng gồng gánh đi bộ với hai con trai vào kinh đô giúp ông học tập. Nén lòng gửi con gái đầu lòng Nguyễn Thị Thanh ở lại Nghệ An để giúp chăm sóc ông bà ngoại Hoàng Xuân Đường. Ở Huế, bà đã lao động vất vả, vắt kiệt sức dệt vải nuôi sống cả nhà. Sau khi sinh người con thứ tư là Nguyễn Sinh Thuận, do sự vất vả khó nhọc trước đó, bà Hoàng Thị Loan sinh bệnh rồi qua đời vào năm 1901, trong khi chồng và người con Nguyễn Sinh Khiêm đang ở Thanh Hóa. Ở Huế lúc ấy chỉ có Nguyễn Tất Thành, 11 tuổi, đứng ra làm chủ tang cùng bà con chôn cất mẹ khi ngày Tết đang đến gần. Năm 1922, hài cốt của bà được người con gái cả, Nguyễn Thị Thanh, đưa về an táng tại vườn nhà ở làng Sen, xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Cuối năm 1941, sau khi ra khỏi nhà tù của thực dân Pháp, ông Nguyễn Sinh Khiêm đã đi khắp quê hương Nam Đàn tìm nơi có phong cảnh đẹp để cải táng hài cốt của mẹ và lựa chọn được một vị trí ở núi Động Tranh trong dãy Đại Huệ thuộc làng Hữu Biệt, nay là xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Vì nhiều lý do,
ông Khiêm đã cho đào 9 huyệt mộ trên núi Động Tranh, rồi đặt thi hài của mẹ mình ở đó một cách bí mật. Tháng 11 năm 1946, sau khi gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội, ông Nguyễn Sinh Khiêm mới chỉ cho bà con trong họ biết chính xác vị trí ngôi mộ bà Hoàng Thị Loan. Theo tư liệu của nhà văn Sơn Tùng, trong những lần được trực tiếp gặp bà Nguyễn Thị Thanh, nhà văn Sơn Tùng được bà Thanh tâm sự về câu chuyện đích thân bà đã chuyển hài cốt mẹ mình từ Huế về Nam Đàn ra sao, o ra khỏi nhà tù năm Nhâm Tuất 1922, nhưng phải quản thúc tại Kim Long, kinh đô Huế. Mẹ O, em trai của O là Nguyễn Sinh Nhuận, nằm xuống đất Huế. O không được nhìn mặt mẹ lần cuối cùng, chưa được nhìn mặt em trai một lần. Thật là nước mất nhà tan. Trước cảnh ngộ cha phiêu bạt nơi lục tỉnh Nam Kỳ, một cách vô định lai hồi, em Tất Đạt đang tại tù, em Tất Thành bôn ba hải ngoại, chẳng biết ở chân trời góc biển nào. Quyết đưa di hài mẹ về cố quận, nhưng để làm được việc hiếu này trong cảnh ngặt nghèo này, khó lắm cháu ơi. Cũng may, những năm phụ thân O thụ giám, mở trường dạy học tại Kinh Đô rồi làm quan ở Bộ Lễ, người để lại một phương danh nơi quan trường sĩ thứ, thì O và cậu Tất Đạt, Tất Thành được thơm lây, được thừa hưởng lộc cha phúc mẹ. O bị quản thúc vô thời hạn, nhật nhật tại giã, bất khả viễn phương. Nhưng khi công môn, O xin về Nghệ thăm nhà, họ không hạch sách gì, còn được lời ân ưu. Cô Chiêu Thanh, trưởng nữ của quan phó bảng sắc, cô về thăm quê ở bao lâu cũng được, cố chịu phiền một chút, báo cho trưởng lý sở tại lúc về và lúc trở lại kinh đô Huế. Nhờ vậy, O lo liệu công việc di chuyển di hài mẹ về thuận lợi. Việc đưa di hài mẹ về quê, O chỉ bàn bạc với dì An, em ruột mẹ và một hai người bên nội biết. Năm ấy, năm Nhâm Tuất 1922, cụ Lụa, cụ Trần Thị Trâm, chú Cử Thống, Hồ Phi Thống không còn bị ngục tù nữa. Một số nhà khoa bảng ở ngục Côn Lôn lần lượt trở về. O về Vinh gặp chú Cử Thống. Chú mở cửa hiệu ở thành Vinh, bây giờ là danh sư Hồ Phi Huyền, dạy học, viết sách, chữa bệnh. Đúng vào canh ba, đêm tháng 10 năm Nhâm Tuất, chú Hồ Phi Huyền lên biểu bạch để O thực hành việc di hài cát táng từ kinh đô về Nam Đàn. Dì Hoàng Thị An lo liệu nơi cất giữ thi hài cho đến khi tìm được cát địa. Mẹ Lụa dặn khi mở nấm mồ phải đứng tránh ngọn gió. Nước gỗ vang phải nhiều, đun sôi kỹ từ hôm trước để rửa cốt thật sạch, lau khô bằng giấy bản. Nước gỗ trầm hương, tẩm cốt rồi xếp vào vải điều, gói vuông vứt lại, bọc ngoài một tấm vải đen, cất dưới đáy bị cói, trên xếp các loại thuốc viên. Hài cốt được tẩm nước gỗ trầm hương thì có đưa đi xa, qua đò, qua tàu xe hay gặp các loại súc vật khíu giác nhạy như chó cũng không thể bắt mùi. Về Huế, O nhờ gia đình người học trò của phụ thân O giúp việc quán tẩy di hài, rửa lau hài cốt. Mọi việc làm trong âm thầm, kín như bưng và trơn bọt lọt lạch. Xong mọi việc nghĩa với mẫu thân mà O không thể nào bắt liên lạc được với phụ thân O để người yên lòng, và cậu Tất Đạt O cũng chưa gặp lại được. Mãi tới năm Canh Thìn 1940, cậu Tất Đạt mới được về quê. Cậu ở lại quê được ít lâu, cậu mời chú Hồ Phi Huyền cùng đi xem xét cát địa để cát táng mẫu thân của chị em O. Chú Hồ Phi Huyền, cậu Tất Đạt đi khắp từ Đông Nam sang Tây Nam dãy núi Đại Huệ, đi qua cả Chuông Hến, Chuông Băng, Chuông Bồn. Cậu giáo Tôn Quang Duyệt, em học giả Tôn Quang Phiệt, hàng ngày đi theo, mang bầu rượu và nước trà cam thảo lão mai phục vụ hai thầy địa lý. Cuối cùng tìm được hai điểm, Động Tranh và Đại Hài. Về sau quyết định lấy một. Năm Tân Tỵ 1941, cậu Tất Đạt chọn Động Tranh làm nơi thiên thu an lạc tĩnh thổ cho mẫu thân. Mùa thu năm Ất Dậu, tháng 8 năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công, nước Việt Nam mới ra đời. O ra thủ đô thăm cậu Tất Thành lần thứ nhất. Tại nhà cậu mợ Đặng Thái Mai, O có nói với cậu Tất Thành về việc O chuyển di hài mẫu thân về quê. Việc O vào Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc, chịu tang phụ thân năm Kỷ Tỵ 1929. Cũng theo tư liệu của nhà văn Sơn Tùng, trong một lần ông được bác Nguyễn Sinh Khiêm đưa về thăm mộ bà Hoàng Thị Loan, bác Nguyễn Sinh Khiêm đã kể với Sơn Tùng về địa điểm cất mộ mẹ như sau.
ngày 22 tháng Chạp năm Mậu Tý, 1949, bác Nguyễn Sinh Khiêm đưa cho tôi một cái dựa, một chai rượu, thẻ hương bài rồi dặn: "Cháu đi ra đường cái trước, ghé vào mua giúp bác 5 quả cau, 4 lá trầu. À, cháu nhớ xin nhà hàng một ít vôi quẹt lên giữa lá trầu không?" Tôi theo bác cả Khiêm đi bộ, leo lên một quả núi. Bác Khiêm nói: "Nơi bác cháu mình đang đứng là Động Tranh. Cháu hình dung nơi đây là chốt của bộ nan quạt xòe rộng, mà góc phải là núi Răng Màn ở phía tây, thượng nguồn sông Lam. Góc trái là núi Song Ngư ở phía biển đông, hạ lưu sông Lam gọi là Cửa Hội. Ngoài khơi là đảo Mắt, tên chữ là Mục Sơn. Con mắt núi nhìn thẳng vào Lam Hồng, đất địa linh nhân kiệt. Thời xa xưa, người Tàu gọi đảo Mắt là núi Bất Nghĩa Sơn, không chịu trầu về Bắc Quốc của họ. Chu Sơn giai cùng Bắc, duy hữu Mục Triều Nam. Bắc Triều đã cho thầy địa lý đến yểm đảo Mắt, yểm đất Lam Hồng để triệt phá nhân tài hào kiệt." Bác cả Khiêm đi lên cao mấy bước, đến một ngôi mộ ẩn dưới mấy khóm mua, sim và cỏ chỉ đan lưa thưa. Bác nói khẽ: "Phần mộ của mẹ bác, cháu giúp bác phát đám cây cho quang đãng." Bác cả Khiêm trải trước mộ mẹ tấm khăn bông quàng cổ chín màu mồ hôi, đặt rượu, trầu cau lên, thắp cả mười mấy cây hương trầm cắm giữa đỉnh mộ. Bác quỳ xuống khấn. Một linh cảm lạ thường, tiếng rì rầm như nước nguồn tuôn chảy trên tầng cao đại huệ. Gió cuốn quýt hương khói trầm ôm tròn ngôi mộ, hòa quyện mái tóc trắng của bác cả Khiêm rung rung dưới làn mưa bay. Bây giờ tôi mới biết, ngày này là ngày kỵ, người mẹ đã sinh ra những người con yêu nước. Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Sinh Khiêm đều bị thực dân Pháp kết án mỗi người 9 năm tù khổ sai, đầy đi biệt xứ, và sinh ra bác Hồ. Trong cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, những ai khi biết về câu chuyện ba chị em bác Hồ sống đạo nghĩa với người mẹ Hoàng Thị Loan thế nào, hẳn đều thấy xúc động và thấm sâu bài học hiếu nghĩa tình, đầy tâm linh về đạo làm con của ba chị em bác. Giờ thì bà mẹ Việt Nam, Hoàng Thị Loan, mãi mãi an giấc ngàn thu trên dải núi thiêng Động Tranh của quê nhà. Thay ba người con hiếu tử, hàng ngày có hàng ngàn người con của đất Việt và bạn bè năm châu hành hương về đây, thắp nén tâm hương trước mộ bà, để mãi mãi ghi nhớ công ơn trời biển của một bà mẹ vĩ đại, sinh cho đất nước những anh hùng hào kiệt.